Nếu ai đã từng đưa mẹ chuyện tình yêu trên khắp thế gian, chắc sẽ không thể so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thị. Đôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm, nhưng bóng ngày kia tiếng sét ngang trời. Tiếng sét kia là ác mộng mà cùng chung nguyên thống mang này, qua trong vang trước số phận chàng trai đã các bước chi ti, mang theo niềm đau đang bồng con đứng trên đỉnh núi, trông mong người đi phương trời xa. Người đàn bà hóa đá chờ trông nhìn mong, nhưng người đó đã không quay về để nàng sống hoa tươi mọi ngọ. Người đàn bà hóa đá vì ương thủy chung còn sắc son lâu, chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau, đến mai sau. Nếu ai đã từng đưa mẹ chuyện tình yêu trên khắp thế gian, chắc sẽ không thể so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thị. Đôi nhau xưa đã